16. Này cho thêm ba lửa. Lửa tôm bên này cho mỗi tay luôn. 27. Mình có mấy cá bóng cũng ngon lắm này cho. Đây cá bóng này lửa gần chút khó tiêu. Rồi có rồi sao không nghe? 30. Dạ, chút xíu con nghe sao thế này. 33, 34, 35, 40, 36, 37. Vừa tầm thôi. 37 rồi. 38, 39, rồi 40 hết. Rồi tầm này kiếm bà nhiệt tình luôn. Đang dặn đợi. Hai khên cái bộ bở ra hả thím bà. Ngộ ăn lấy tôm ở miền Tây mình là canh ghê, canh là phải gõ gõ gõ. Canh cái phải gõ gõ gõ. Một ít tôm nhỏ này chừa tròn lính con đi. Rồi 40 con nè, 1 ký à. 40 con 1 ký. Rồi. Trời, cái mốt luôn á. Quay để quay xuống dưới là nó quay quay xuống luôn nha. Đúng rồi con, cái này đây để ổn đây chưa, phải nhịp cái nữa cân độ mà chưa. Rồi 2.4 rồi 2.1 cũng được hai gỗ chứ bộ mở đâu. Trời quá mở cái gỗ gì vậy, chỗ quên chút nữa là tặng luôn cái gỗ luôn nè. 36.5 nếu mà bữa nay được chịu không nữa ba. 18 nếu hôm nay bữa nay còn được chịu. 300 tính là 3 triệu mấy hả? 323 323 nhiêu tôm thì có 323 chè. Hai gỗ này có 323. Nhiêu đây mà. Ăn cái một là xỉn luôn á thế này. Xỉn thiệt á. Đi lên Bình Dương thì không. Đi Bình Dương nhiêu đây là bạc triệu rồi. Ấm được buổi sáng nữa.